Vâng, thưa quý vị, lúc này đây chúng tôi đã nối máy được đến đầu cầu Lido Sài Gòn, nơi có nhà báo Đỗ Dũng đang công tác cho báo Người Việt cũng như đài truyền hình SBTN. Vâng, xin chào anh Đỗ Dũng ạ. Vâng, chào anh Derek Phạm và chào khán giả Đường Vòng Chớp TV. Rất vui được nói chuyện trở lại với anh Derek Phạm. Mặc dù chúng ta vẫn dùng cầu truyền hình nhưng mà tôi gần anh hơn là kỳ trước, bởi kỳ trước anh ở Việt Nam. Chúc mừng anh vừa đi Việt Nam và một chuyến rất là thành công mới trở về. Vâng, cảm ơn anh. Happy New Year. Happy New Year anh Tuấn. Vâng, và lần này thì chắc khán giả đã thấy rằng là anh Đỗ Dũng đã không thể phong phanh được nữa, bởi vì thời tiết ở tại Mỹ đã bắt đầu trở lạnh rất rất nhiều rồi, thưa quý vị. Đúng thế, bây giờ phải mặc thêm áo lạnh vô chứ không là bệnh nhỉ. Vâng. Ngày hôm nay thì chương trình làm một cái cuộc cầu truyền hình này với anh, bởi vì có lẽ là ngày hôm nay đúng ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2019 thì chúng ta sẽ tường trình lại 10 cái sự kiện đáng chú ý của Mỹ cũng như Việt Nam. Thì không biết rằng là đối với anh, trước hết là 5 sự kiện ở Mỹ, thì theo như anh trong năm vừa qua những sự kiện nào là đáng chú ý nhất thôi anh? Vâng, có thể nói là cái sự kiện đáng chú ý nhất trong năm 2018 của Mỹ mà theo tôi đó, đó là cái chuyện mà Đảng Dân Chủ kiểm soát ở Hạ Viện. Chúng ta cũng biết là còn 2 ngày nữa, tới ngày 3 tháng Giêng tới đây, Đảng Dân Chủ sẽ chính thức kiểm soát Hạ Viện. Chúng ta thấy trong 2 năm qua, Đảng Cộng Hòa có thể nói là chiếm quyền kiểm soát của tất cả 3 cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của Mỹ. Ví dụ hành pháp là có Tổng thống Donald Trump, lập pháp thì có Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả Hạ Viện và Thượng Viện. Và ngay trong tư pháp cũng vậy luôn, năm thẩm phán trong tổng số 9 người là đều do các tổng thống bảo thủ, tức là tổng thống cộng hòa bổ nhiệm. Thì chúng ta thấy đó là cái mà hiếm khi có. Nhưng mà cái điều đó thì đối với người dân Mỹ đó, có thể đối với người Việt Nam hoặc đối với người khác họ cho đó là điều tốt, nhưng mà đó là thực ra nó giống như độc tài. Thành thực người dân Mỹ họ không thích độc tài. Họ bầu trong ngày 6 tháng 11 năm ngoái vừa rồi, họ bầu cho Đảng Dân Chủ thắng và kiểm soát ở Hạ Viện. Thì trước cuộc bầu cử đó, Hạ Viện Đảng Dân Chủ chỉ cần chiếm 25 ghế là họ kiểm soát được. Nhưng bây giờ họ chiếm được hơn 40 ghế. Rồi nó có một cái làn sóng xanh đó gọi là New Way, Blue Way. Blue Way thì sao? Tổng thống Donald Trump một mặt đi vận động, ông thắng tại cái hạ Thượng Viện. Bởi vì cái Thượng Viện đó là ở mức độ lớn, Tổng thống Trump đi các tiểu bang vận động và rõ ràng Đảng Cộng Hòa đã lấy được 2 ghế ở tại Thượng Viện của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà ở Hạ Viện đó, Tổng thống Trump không thể nào đi đến một nửa số ghế của 435 ghế khắp nước Mỹ được. Nhưng mà hầu hết những cái địa hạt đó là do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Thành ra Đảng Dân Chủ họ đã lợi dụng cái chuyện này và họ quánh, nghĩa là Đảng Cộng Hòa tan tác luôn. Ví dụ ở Orange County và California, chúng tôi thấy cái là Blue Way nó đi vô, nghĩa là tất cả 6 cái ghế mà dân biểu liên bang ở tại Orange County là banh cản hết, mà ngay cả thêm cái ghế thượng nghị sĩ đó là thượng nghị sĩ Gia Đất Nguyễn người Việt Nam cũng bị mất ghế luôn. Rồi giám sát viên, rồi dân biểu tiểu bang, nói chung cái làn sóng xanh nó đã đi vào và kiểm soát cái Hạ Viện. Thì cái này nó quan trọng ở chỗ gì, tức là gì thưa quý vị, trong năm tới, năm 2019, chính trường Mỹ sẽ có thể là có lộn xộn, nhưng mà bảo đảm quý vị đừng có lo. Nước Mỹ họ đã coi như là thiết kế nó như vậy rồi, thành ra quý vị đừng có lo vào tôi chết rồi. Ở chính quyền mà bị hai đảng xâu xé thế này là sao tốt được, đó là lầm. Chính nhờ xâu xé như thế, xâu xé nhưng mà kép, nước Mỹ mới được như ngày hôm nay. Bởi vì sao? Anh này là bậy là anh dân ra làng này. Còn thưa quý vị, nếu mà cùng một đảng nắm hết thì đi dẫn đến độc tài. Đó là do tại sao người dân Mỹ họ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ để kiểm soát Hạ Viện, mà đặc biệt Hạ Viện kiểm soát túi tiền. Túi tiền là quan trọng nhất, ngân sách là quan trọng nhất. Thành thử ra đối với tôi, cái sự kiện mà Đảng Dân Chủ thắng trong cuộc bầu cử vừa qua nó quan trọng, và nó còn quan trọng hơn nữa là chỗ này. Nó quan trọng hơn nữa là chỗ này, tôi xin nhấn lại mạnh thứ hai là hầu hết các cuộc bầu cử giữa kỳ đều do đảng đối lập thắng trong Hạ Viện. Có nghĩa là gì? Nếu mà đảng nào nắm tay ốc thì y như rằng cái cuộc bầu cử giữa kỳ sau đó 2 năm là sẽ bị mất Hạ Viện hoặc Thượng Viện, đúng không? Thì kỳ này Đảng Dân Chủ thắng những chuyện thường thôi, như đâu đặc nhiên. Lầm. Bởi vì sao? Cái sức công phá của Tổng thống Trump nó quá lớn đi, nó bao trùm nước Mỹ, và nhiều người nghĩ rằng Đảng Dân Chủ không có cửa vì cái sự nổi tiếng của ông Donald Trump. Ông quánh cú năm 2016 quá dữ dội, và ông đi vận động khắp nơi hết,
mà con nó thôi đảng Dân Chủ kêu nhưng mà đảng Dân Chủ đã thắng. Đó, cái đó mới là cái đáng chú ý. Đó, thấy không? Không, cái, nếu mà Tổng thống Trump không có được nổi tiếng, không được nhiều người ủng hộ đó, mà đảng Dân Chủ thắng ở cái hạ viện này, giữa kỳ nó thường quá, đúng không? Đây là nhiều người đoán là đảng Dân Chủ sẽ không thắng đâu. Do đó có một số người bảo là ô, cái đảng mà cầm quyền thua hạ viện chuyện bình thường. Lầm. Năm nay nó khác. Tổng thống Donald Trump khác các tổng thống khác trước đây. Các tổng thống khác trước đây đó, họ không có đi vào các cái địa hạt trong mùa giữa mùa mà họ đi vận động nhiều. Trump đi vận động kinh hoàng lắm. Tay nào cũng sợ không đấy. Đảng Dân Chủ theo một cửa đấy mà cuối cùng có. Thì đó là tôi cho rằng nó quan trọng. Và bởi vì trong năm 2019 nó sẽ thay đổi vận mệnh nước Mỹ. Từ một cái đất nước mà do một đảng nắm toàn bộ, muốn làm gì thì làm, thấy không? Nhưng mà có cái làm không được, đó là không bỏ được Obamacare. Thì bây giờ nó có đảng Dân Chủ lên, gọi là check and balance. Cái đó nó làm cho nước Mỹ đi lên. Nhiều người Việt Nam chúng ta, tôi xin nói lại là sẽ có thể là bảo tôi chết rồi, chính phủ đánh nhau rồi cũng được, khi đừng lo. Người Mỹ người ta đánh nhau, nhưng đánh nhau vì lợi ích quốc gia, đánh nhau điều rất là tốt. Còn đánh nhau theo các nước khác còn tốt, ngáng giò phá, banh càng luôn. Chúng mày đi về đâu, chúng mày đi không phải biết, không có lợi nữa, nước Mỹ không có. Họ chửi nhau như thế lắm. Ngay cả Tổng thống Trump trong những ngày qua, trong chuyện ngân sách, kêu gọi ông Mitch McConnell cùng đảng luôn nha. Có một số hành động để mà thông qua ngân sách, ông Mitch McConnell. Mặc dù hai người cùng đảng, cái hay của nước Mỹ là chỗ đó. Thành ra trở lại vấn đề, tôi cho rằng cái chuyện đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử năm 6 tháng 11 là được quan trọng nhất, thưa anh Derek ạ. Vâng, thưa anh. Vậy thì cái mà đáng chú ý thứ hai theo như anh là vấn đề nào thưa anh? Thì cái đáng chú ý thứ hai nó cũng dính đến cái cuộc bầu cử năm 2018, đó là bế tắc ngân sách. Anh biết bữa nay là qua tới ngày thứ 10 rồi. Chúng ta biết là bế tắc ngân sách, vì bế tắc ngân sách chính phủ Hoa Kỳ đã phải đóng cửa. Nay là 10 ngày mà đóng cửa 1/4, tức là có khoảng 800.000 nhân viên chính phủ liên bang bị ảnh hưởng. Trong số đó khoảng một nửa đi làm không có lương, còn một nửa ở nhà nghỉ nhưng mà không có lương. Coi như mùa lễ này là tiêu, phải không? Giờ không biết bao giờ mới mở cửa trở lại. Đó. Thì cái lý do chính là gì? Ông Trump cũng đòi phải có 5 tỷ đô la để xây tường biên giới. Bên Hạ viện và Thượng viện do Đảng Hòa kiểm soát nhé. Không có nổi cái chỗ đó, không có nổi số tiền 5 tỷ đó. Thì họ chỉ bỏ vốn 1 tỷ 3 thôi, mà 1 tỷ 3 này không phải để xây tường, mà là để mướn thêm nhân viên, để mướn thêm máy móc, để gia tăng an ninh. Đó. Thì bên Hạ viện đó là do Đảng Cộng hòa soát họ thông qua, nhưng lên tới Thượng viện đó, Thượng viện cũng thông qua cái đó, lên Tổng thống Trump không chịu ký. Ông bảo là tôi không muốn cái 1 tỷ 3 đó. Bởi vì 1 tỷ 3 đó không có một xu nào tôi xây tường. Ông Trump không muốn xây cái tường biên giới bởi vì ông hứa người dân Mỹ khi mà tranh cử 2016. Thành thử đó ông bảo là không ký, thì việc không ký thì coi như bế tắc ngân sách. Đúng không? Mà tại sao làm những chuyện này? Tại sao chuyện này nó quan trọng? Khi mà ngân sách, khi mà chính phủ bị bế tắc như vậy đó, cộng với gọi là gì? Thị trường chứng khoán. Nếu anh để ý trong những cái bài này nhé, nào là Tổng thống Trump nói là có thể đuổi ông Jeremy Powell, giám đốc của chủ tịch Fed. Rồi cái quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng. Rồi thêm vụ chính phủ đóng cửa. Ba cái đó nó làm cho thị trường chứng khoán đi xuống. Thêm một cái nữa, Ngân hàng Dự trữ Liên bang tăng lãi suất 4 lần trong năm 2018. Chính những cái đó nó làm cho chứng khoán đi xuống. Rồi thêm cái vụ mà chính phủ đóng cửa, anh thấy không? Nó ảnh hưởng. Thì bây giờ đó Tổng thống Trump bảo tôi chơi tới cùng luôn, không có 5 tỷ tôi không ký. Tại sao tôi chơi tới cùng? Bởi vì nó do cái hồi nãy tôi nói, do cái đảng Dân Chủ nó kiểm soát Hạ viện. Bởi bắt đầu từ ngày 3 tháng Giêng năm nay, Dân Chủ kiểm soát Hạ viện thì tiền nợ kiểm soát, họ sẽ không cho tiền ông Trump xây tường. Khi mà lên Thượng viện đó, tại sao 1 tỷ 3 mà ông Trump không ký, đưa về lại Hạ viện, Hạ viện mới bỏ vô 5 tỷ 7. 5 tỷ 7 đưa lên Thượng viện không thông qua được. Vì sao? Vì Thượng viện hiện nay Đảng Dân Chủ nắm 49 ghế, Đảng Cộng Hòa nắm có 51 ghế mà thôi. Mà để đưa cái dự luật ra thì phải sự đồng ý của 60 người. Nếu mà 60 người đồng ý mới đưa được, còn 59 người đồng ý, 41 người không đồng ý, họ sẽ filibuster. Cho nên trên thực tế phải được 60 người ủng hộ, làm sao Cộng Hòa lấy được 60 phiếu. Có 51 phiếu và thiếu 9 phiếu. Do đó nó không thông qua được ở Thượng viện. Ở bê tắc.
Nhưng mà tại sao ông Trump cũng đòi 5 tỷ này? Bởi vì ông biết đây là cơ hội cuối cùng để ông có thể lấy. Bởi vì qua năm 2019, Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện rồi, không còn cửa nào nữa. Nhưng rồi cuối cùng cũng lấy, không lấy được cái 5 tỷ cho luôn, mặc dù Đảng Cộng Hòa kiểm soát của cả Thượng viện và Hạ viện. Đó. Bởi vì Hạ viện dễ rồi, nhưng mà lên Thượng viện nó vướng, nó phục filibuster. Đảng Cộng Hòa không có đủ 60 phiếu, mà Đảng Dân Chủ họ không chịu, họ bảo không, chúng tôi không cho tỷ thay tường, nó lãng phí. Chúng tôi chỉ cho 1.3 tỷ tha thôi, để mà gia tăng nó là an ninh thôi, để nó bế tắc cho đó. Mà vì sao tôi cho nó quan trọng? Là bởi vì như tôi nói hồi nãy, nó đang bị những cái chuyện này lãi suất tăng nè, kinh tế năm tới có thể giảm nè, nay đó bây giờ gọi là năm nay nè, nó có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì sao? Kinh tế nó lên cao quá rồi, tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp, có là bây giờ không thể thấp nữa, giống như cái hình parabol đó, lên quá người ta sợ đi xuống. Thị trường chứng khoán cũng lên quá cao, nó lên tới 27.000 điểm, bây giờ nó vô cái thời điểm gọi là điều chỉnh, nó xuống bây giờ khoảng 23.000, thấy không? Đó. Đó là những yếu tố mà nó làm cho kinh tế có thể đi xuống. Rồi bây giờ cộng thêm cái vụ mà đóng cửa chính phủ nữa, mà coi bộ là qua tới năm 2019 này tình hình không khá hơn. Bởi vì Nancy Pelosi bây giờ tôi được biết là bên bà sẽ nắm cái hạ viện là họ sẽ lại thông qua y như cũ cái dự luật như cũ là chỉ cho 1.3 tỷ mà thôi đó. Và ông Trump bây giờ họ trái banh sẽ được đá về ông Trump vào ngày thứ năm này, khi mà hạ viện tạc nhóm họ sẽ đưa cho anh nó lại cho ông Trump. Thì liệu lúc ông Trump có ký hay không mình chưa biết, hoặc là ông lại tiếp tục ông phủ quyết nữa thì lại đóng cửa chính phủ nữa. Thành ra tôi cho rằng cái chuyện mà bế tắc ngân sách làm chính phủ đóng cửa là điều quan trọng thứ hai sau cái cuộc bầu cử này. Vâng, trước khi mà chúng ta qua cái sự kiện nổi bật thứ ba, chúng tôi muốn hỏi anh là có nhiều dư luận hoài nghi rằng là việc mà ông Trump một mực muốn xây cái bức tường ở biên giới, vì những dư luận này họ cho rằng là những công ty xây dựng này khi mà cuộc bầu cử 2016 họ đã ủng hộ đảng của ông Trump rất nhiều. Vì vậy khi mà ông lên nắm quyền làm tổng thống, ông biết được những công ty đó đã từng ủng hộ cho đảng mình, mà có một chút gì đó làm ảnh hưởng đến quyết định mà ông ấy phải bằng mọi giá thực hiện cái việc xây tường này, nó cũng là một cái điều mà giúp cho những công ty xây dựng này lại. Thì ông anh có nghĩ rằng những dư luận này họ có cơ sở khi họ hoài nghi cái việc này hay không? Chuyện đó có thể không. Bởi vì thực sự ra nó như thế này, nói về cái chuyện đó đó là có ủng hộ nhưng mà cũng có thể có ảnh hưởng hay không. Chuyện thứ hai anh phải nên nhớ là nghiệp đoàn nhân viên bảo vệ biên giới cũng ủng hộ Tổng thống Trump rất là mạnh mẽ. Họ cũng muốn có bức tường này luôn. Họ cũng muốn có để có thêm công an việc làm với các thứ để mà họ có. Nhưng mà cái đó, hai cái điều đó nó vẫn không quan trọng. Điều quan trọng nhất đó là khi ông Trump ứng cử năm 2016, ông nói rằng trong nhiệm kỳ đầu của tôi sẽ xây xong bức tường. Chính cái đó là cái lá phiếu, cái vé lớn nhất mà đưa ông vào Tòa Bạch Ốc. Tất cả những vé kia là vé vô vụ hết. Cho nên ông biết rằng nếu ông không xây được bức tường trong 4 năm đầu tiên, ông sẽ khó thắng cử cho 4 năm thứ nhì. Đó là cái điều quan trọng. Mà bây giờ có thể không xây được hết bức tường 1.000+ dặm thì ít nhất tôi cũng xây được mà là vài chục dặm. Đấy không? Ít nhất cũng nói bà con ấy, tại bọn dân chủ nó phá đám, quý vị phá đám, mấy em thấy không? Anh cố gắng tối đa, anh đẩy tùm lum tùm la, anh muốn xây bức tường dài lên, rồi tại cái họ kia, thôi anh cố gắng xây cũng được. Đằng này mà tới năm 2020 mà không có miếng tường nào cả, coi chừng. Và bên dân chủ cũng hiểu được điều này. Ngu sao tôi cho tiền ông xây tường? Ông xây tường tức là tôi giúp ông hoàn thành cái lời hứa của ông, thế thì chết chúng tôi à, đúng không? Cái đó tôi nghĩ là quan trọng nhất trong tất cả cái. Còn những cái có thể nó có, nhưng mà chỉ là một thôi. Bởi vì Tổng thống Trump quyết, ông nhất quyết là ông phải thắng năm 2020 để ông có đủ hai nhiệm kỳ tại Tổng thống này. Vâng, như vậy thì sự kiện mà nổi bật thứ ba ở tại Đức Mỹ trong năm 2018 theo anh là sự kiện nào? Thì nó cũng lại liên quan tới cái chuyện mà Đảng Dân Chủ thắng ở tại Hạ viện và liên quan đến cái bức tường, đó là cái đoàn caravan. Chắc trước anh Derek Phạm anh nhớ là một trời đêm giá rét. Vâng. Tôi biết là anh đã hai lần đi qua bên Mexico, Tijuana. Vâng. Anh quay làm những phóng sự đoàn caravan, anh biết cái đoàn caravan nó cũng là cái đề tài mà quan trọng Đức Mỹ trong năm qua. Bởi vì thực ra các đoàn caravan họ vào Mỹ là thường xuyên lắm. Nhưng mà năm nay đó, nó được chính trị hóa rất là lớn vào cái cuộc bầu cử năm 2011. Bởi vì sao? Tổng thống Trump muốn là Đảng Cộng Hòa tiếp tục kiểm soát hai cái viện đó, Thượng viện và Hạ viện, để ông mới có thể giới thiệu một số cái chính sách di trú cứng rắn mà giống như ông hứa với cử tri. Đó.
Thành thử ra ông chính trị hóa cái vấn đề mà cái đoàn caravan người vô Mỹ, ông bảo ô bọn nó đang xâm lăng chúng ta, đó thành phần tội phạm. Và ông cũng dùng cái đó luôn để ông đi ông tranh cử cho những ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, và đẩy những ứng cử viên Đảng Dân chủ ra thì cho người dân thấy là ô Đảng Dân chủ họ coi như là về phe với đoàn caravan với người di dân, còn chúng tôi không có về phe những di dân này, bởi những di dân này vô là thành phần xã hội hư, thành phần trộm cắp đi điếm này kêu vân vào phá hoại nước chúng ta đó. Ông cho là vậy, thậm chí ông điều luôn cả 7.000 lính ra biên giới luôn, mặc dù không làm gì cả, thì là cho cái những người tuần tra thôi. Rồi có những cái chính sách mà bây giờ chúng ta thấy lộ ra là do ông Jack Sessions bộ trưởng tư pháp là tách cái trẻ em ra khỏi cha mẹ, để cho những cha mẹ mà dẫn trẻ em vào sợ không có được vào, không dám vào, nó bảo vào là sẽ bị tách ra, và vì cái vụ tách đó mà chết 2 đứa nhỏ à. Thì anh thấy cái chuyện đoàn caravan nó quan trọng của Mỹ hôm nay là bởi vì nó được chính trị hóa tối đa để cho bên Đảng Cộng hòa giữ được vững cái thực hiện ở trong cuộc bầu cử năm hồi tháng 11 2018. Nhưng mà chính cái đoàn caravan này khi mà bị Đảng Cộng hòa chính trị hóa thì lại giúp cho Đảng Dân chủ thắng ở Hạ viện. Anh thấy không? Như ở miền Nam California, ở California những nơi khác dễ lắm. Đảng Dân chủ họ vô nói mấy người Hispanic là gì? Quý vị ơi, quý vị đi bầu đi, tôi bầu chi ấy, tôi có dân mắc mớ tôi bầu. No. Quý vị thấy không? Ông Trump ông còn đang định á, là những đứa nhỏ nào đẻ ra ở Mỹ mà không có cha mẹ là công dân Mỹ thì không được là công dân Mỹ. Và ông cũng nói luôn, nếu tôi có kiểm soát được cả lưỡng viện quốc hội, tôi sẽ giới thiệu là tu chính giá này. Ôi chà, nghe bà con nghe, ủa thì mấy người công dân Mỹ mà Hispanic rồi đấy, so what? Mắc mớ tôi đâu có đẻ nữa đó. À, không chừng. Họ mà không cho mấy đứa đó vốn tịch nhập thì mới mốt tới phiên quý vị, họ có thể họ thông qua luật những ai không đẻ ở Mỹ mà nhập tịch Mỹ có thể mất quốc tịch, lúc đó chết thì lo đi bầu thì u của mấy ông cử tri và đến tôi chết chà thế là họ đổ xô ra họ đi bầu đó, đó. Thì cái đó nó tạo ra cái blue way là do nó như thế. Thì chính cái đoàn caravan này năm nay nó được chính trị hóa rất lớn, năm ngoái xin lỗi quý vị, trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua nó được chính trị hóa tối đa, cho nên ở một mức nào đó nó giúp Đảng Cộng hòa giữ được cái ghế ở thượng viện mà còn trôm được thêm 2 ghế của bên dân chủ nữa. Nhưng mà ở hạ viện anh mất, mất sạch xanh, anh mất không những 25 ghế mà nhất mất hơn 40 ghế à. Mà cái hạ viện là lý tiền nó ghê chứ. Thành từ ra cái đoàn caravan giờ anh thấy đó, anh qua bên Mexico anh chứng kiến đó, cũng có cảnh là đi vào bắn khơi hơi ở lựu đạn cay rồi này kia các thứ, hỗn loạn đấy không đó. Thực sự những cái hỗn loạn nó là bình thường, nó chuyện nhỏ lắm. Ở biên giới tôi từng ra biên giới thấy chuyện nó bình thường lắm, nhưng vì nó được chính trị hóa cho nên truyền thông chú ý và nó trở thành một cái gọi là vấn đề trong cuộc bầu cử vừa qua đó, thành thực ra nó quan trọng. Vâng, vậy còn sự kiện thứ tư mà anh cho rằng là đáng chú ý của năm 2018 tại nước Mỹ là như thế nào đây? Trong những ngày cuối năm, chúng ta nhớ ngày hôm nay là mùng 1, ngày hôm nay biết là ngày gì không? Ngày cuối cùng của hai ông tướng 4 sao, ông nào 4 sao trong tổng thống chốc phải ra đi. Đó là ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng, và ông John Kelly, Chánh văn phòng tổng thống. Ông John Kelly ngồi ở tổng thống 17 tháng làm chánh văn phòng. Trước đó ông là Bộ trưởng Bộ Nội an đầu tiên Tổng thống Donald Trump. Và sự ra đi của hai người này đã đánh dấu là tổng cộng 19 người ra đi, trong gọi là 19 người cao cấp trong chính quyền Donald Trump ra đi trong năm 2018. Tổng trong gần 2 năm cầm quyền của ông là 34 người ra đi. Thì đến năm 2018 là 19 người. Anh thấy kinh ngoài. Tức là hơn cái năm 2017. Anh thấy không? Mà toàn những tay đạo cội không à. Mình việc đếm ngược nhé. Ông John Kelly này, ông James Mattis này, ông Rick Tillerson này, Bộ trưởng Ngoại giao này, ông Jack Sessions, Bộ trưởng Tư pháp này, ông Gary Cohn, Cố vấn Kinh tế này. Rồi bài Nikki Haley, Đại sứ tại Liên Hợp Quốc đó. Thưa anh, cái này tôi cho rằng nó rất quan trọng trong cái việc điều hành chính quyền. Bởi vì đây là những cái người mà anh chưa bao giờ thấy một cái chính quyền nào, tổng thống nào mà cái tên over gọi là, mà nó nhanh như thế. Trong vòng chưa đầy 2 năm, 34 người ra đi. À, có thể có một số người bảo, không sao, nước Mỹ nhiều nhân tài lắm. Ông này đi công khác, nhưng quý vị quên lời tổng thống Donald Trump nói. Tổng thống Donald Trump nói, những người tôi chọn là những người the best. Thì sao?
Có nghĩa đây là những người the best rồi. Bây giờ những người sau này những người đủ the best đâu. Thành ra là những theo lời Tổng thống Trump, tôi tin Tổng thống Trump nói. Ông bảo là những người tôi chọn là những người tốt nhất. Thì bây giờ những người tốt nhất ra đi thì những sau đâu phải những người tốt nhất. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai đó, nó cho thấy người ta bắt đầu lo ngại chính quyền của Tổng thống Trump trong năm 2019 rất là căng thẳng. Nó cho thấy một cái chuyện là như thế này, người ta khẳng định là Tổng thống Trump là cái người ông không muốn bị người khác kiểm soát. Ông là cái người mà điều hành như tổng giám đốc công ty. Và chúng ta thấy bao nhiêu người vô kiểm tra ông, cần cái là kiểm soát ông, kềm chế ông đều thất bại hết. Và bây giờ người ta nói là ông thực ra ông chẳng tránh văn phòng, ông chẳng có phát ngôn viên luôn, ông là tự ông làm luôn. Bây giờ ông bổ nhiệm ông Mick Mulvaney, ông Mick Mulvaney này làm cho có quyền tránh văn phòng mà thực ra chả làm gì cả. Bởi vì sao tôi nói như vậy? Ông Mick Mulvaney bây giờ đang là tránh văn, bây giờ đang là giám đốc văn phòng ngân sách của tài ốc và một năm nó bận rộn nó bao nhiêu cái chuyện ngân sách cái mấy ngàn trang đó rồi đấy chưa? Ông lại là quyền chủ tịch ủy ban bảo vệ người tiêu dùng tài chính nữa, rồi bây giờ em kiêm lên cái chức và tránh văn phòng cái ba chức sao làm? Thực ra là hồ chơi sẽ được. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là giữa ông Mattis, ông John Kelly và ông Rick Tillerson cùng ở trường. Ba ông này người ta là three amigos, là ba cái người mà kềm chế Tổng thống Donald Trump để Tổng thống Trump đừng có làm những chuyện họ cho rằng là bệnh tật. Và anh nhớ có một bài báo mà op-ed trên tờ New York Times nói là chúng tôi là thành phần nằm ở trong chính quyền để ngăn chặn những cái hành động gọi là không đúng của Tổng thống Trump để bảo vệ đất nước. Thì có thể nói là ba cái người đó là bây giờ ba người này cũng ra đi luôn. Ông John Kelly ngày trong mấy ngày ngày hôm 30 ông trả lời phỏng vấn tờ Los Angeles Times, ông bảo là tôi hoặc là Los Angeles Times hỏi chứ ông có cái ông tự hào chuyện gì trong 17 tháng làm ông Trump. Cái điều tôi tự hào là những điều ông Trump không làm, tức là tôi chặn được ông một số chuyện. Ví dụ ông kể là ông Trump đã đòi rút khỏi ngã Ben Sang lâu rồi, ông chặn được, bây giờ cuối cùng rút thôi. Đó. Thế thì tờ Los Angeles Times hỏi ông tại sao ở đây? Ông biết là ông Trump là hai người không có hợp nhau. Ông nói gì ông không nghe, tại sao ở 17 tháng? Thì đây là lời ông John Kelly nói là military people don't walk away, tức là người đi lính không bao giờ bỏ cuộc, không có bỏ cuộc. Là sao chuyện ông Trump, ông Trump không phải mấy anh 4 sao, 5 sao, mấy sao không cần biết, tôi cho anh đi ấy. Mấy anh không có hợp với tôi. Thì cái này cho thấy là trong 2018, chính phủ Mỹ, chính quyền liên bang, 19 nhân vật cao cấp ra đi, trong đó rất nhiều bộ trưởng. Thì bây giờ theo tôi mà theo lời Tổng thống Donald Trump lắm, tôi dẫn lời lại quý vị nhé. Thì đây là những người giỏi nhất của nước Mỹ. Thì bây giờ những người sắp này vô là không phải là người giỏi nữa rồi. Thì không biết nước Mỹ sẽ đi về đâu. Cái đó là chúng ta lo ngại ngay. Hãy cho cái chuyện 19 nhân vật cao cấp của Tổng thống Donald Trump ra đi trong năm 2018 là điều quan trọng. Là bởi đây là những người giỏi nhất mà theo như ông Trump nói vậy. Vâng. Vậy còn sự kiện thứ năm nổi bật của năm 2018 ở nước Mỹ thì theo anh là sự kiện nào thế? Đó là trường hợp nhà báo Salman Khashoggi người Mỹ gốc Saudi Arabia bị gọi là giết hại tại tòa tổng lãnh sự của Saudi Arabia với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 10 năm 2018. Bây giờ tất cả mọi chuyện nó đã rõ ràng. Saudi Arabia bắt đầu chối, sau bảo là tôi giết đó mà mất xác thì giờ không biết đi đâu. Thì sáng ngày 31 vừa rồi, tức là cách đây một ngày, tức ngày hôm qua, truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ họ lại chiếu được cái đoạn video mấy phút là có hai người mang 5 cái vali đi vào cái tư dinh của tổng lãnh sự của Saudi Arabia ở tại Istanbul ngày 2 tháng 10. Bây giờ ta không biết có phải trong năm cái vali đó là có xác của ông này không. Và bây giờ Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói là chúng tôi sẽ đưa vụ này lên Liên Hợp Quốc để điều tra. Ông có điều tra có tới không? Bởi vì ra tới Liên Hợp Quốc có nhiều khi ông Mỹ, ông Nga phủ quyết. Bởi vì hai ông này là hai ông trong bộ đồng của anh mà. Tại sao nói hai ông này phủ quyết? Trong cái chuyện này chúng ta thấy rồi, chính quyền Mỹ nói, ê, Tổng thống Trump bảo tôi không biết ông Hoàng Salman có giết hay không giết, nhưng mà họ mua của mình 110 tỷ đô la vũ khí, bây giờ mình trừng phạt họ thì mình mất biết bao, rồi chưa kể họ đầu tư vào mình 450 tỷ đô la nữa. Thì cuối cùng đồng tiền nó hơn nhân quyền, thấy chưa? Rồi tới vừa hội nghị G20 tưởng đâu là ông Hoàng Salman đã đến đó là không ai thèm nói chuyện, Putin hai vai liền. Anh em Putin hai vai liền, Putin bảo ok, nếu mà đại khái có thể nó Mỹ bỏ rơi anh là tôi nhảy vô đó, mà Saudi Arabia đã hăm dọa rồi, mà Mỹ mà anh mà cấm vận tôi là tôi đi theo Iran, đó, đi theo Nga đó nha. À được gì hết đó, thì đó lý do tại sao tôi bảo là nếu mà cái vụ này có đưa ra Liên Hợp Quốc mà điều tra chắc nữa đó thì Nga hoặc Mỹ cũng sẽ phủ quyết thôi.
Thì nó cho thêm cái điều một lần nữa là cái gì thưa quý vị? Mặc dù ông Khashoggi này không phải là người Mỹ, nhưng mà ông làm cho tờ Washington Post. Ông là người Mỹ nhưng mà chưa có quốc tịch Mỹ, mấy đứa con ông cũng quốc tịch rồi. Nhưng mà một nhà báo mà bị giết hại rồi giữa thanh nhân vật Nhật lộ liễu như thế nhưng cả thế giới mà không ai cần nói gì cả. Tất cả vì cái chuyện buôn bán làm ăn đồng tiền mà người ta cần job. Cũng đúng rồi. Một tên thua gì ngày xưa chết là mấy triệu người, mấy trăm ngàn người, ai care đâu, phải không? Tất cả nó thôi vì để an ninh quốc gia, vì kinh tế quốc gia. Bây giờ chẳng lẽ vì cái ông này mà đi cấm vận à? Ông Saudi Arabia thì bao nhiêu dân Mỹ cũng việc làm rất là khốn khổ đó. Tôi cho đó là cái chuyện quan trọng của nước Mỹ trong năm 2018 nữa anh. Vâng, trước khi mà chúng ta qua năm sự kiện nổi bật ở tại Việt Nam trong năm 2018 thì chúng tôi muốn hỏi anh là anh có nghĩ rằng là trong năm 2019 này sẽ có nhiều việc tương tự cũng như làm cho ông Trump đau đầu cũng như là anh nhận định là chính trường của Mỹ nó sẽ sôi động như là năm 2018 vừa qua không thế? Dạ, nó không sôi động như năm 2018, nó sôi động hơn năm 2018. Nó sẽ sôi động hơn là bởi vì sao? Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, đó là một điểm. Cái điểm đặc biệt nữa, nếu không có gì thay đổi, vào ngày thứ năm này, ngày 3 tháng Giêng, bà Nancy Pelosi sẽ được bầu làm chủ tịch Hạ viện. Thưa anh, nó lại có thêm một cái chuyện. Nếu chủ tịch Hạ viện của Đảng Dân Chủ là đàn ông, thì quánh nhau với ông Trump có thể câu chuyện nó khác. Nhưng đây là một phụ nữ. Mà anh biết là ông Trump bị tố cáo là gì? Bị tố cáo thì nhé, là không có tử tế phụ nữ. Nhất là trong cái vụ bây giờ lòi ra là ông chi tiền để bịt miệng hai cái cô đào kia, cô play cùng người vẽ miệng người mẫu Playboy, như cô cụ người gọi là phim đóng đóng phim người nhất đó. Và ông bị những cái chuyện chẳng hạn như anh biết Hollywood gì đó, đại khái ông bảo là mình nổi tiếng là muốn sợ ai sợ, mặc dù cái chuyện đó là chuyện trà dư tửu hồng, đó là chuyện ở trong trong gọi là phòng thay đồ hay trong phòng tiêu là ông là đúng với nhau, nhưng phụ nữ họ vẫn coi cái chuyện đó là cái chuyện mà không thể chấp nhận được đó. Thì cái đó có thể là yếu tố thành ra bảo đảm với anh tôi nghĩ rằng năm 2019 sẽ sôi động hơn năm 2018 rồi. Vâng, bây giờ thì chúng ta qua Việt Nam thì theo như anh nếu như hỏi rằng là sự kiện nổi bật đáng chú ý trong năm 2018 ở Việt Nam thì anh sẽ nói ngay sự kiện nào là nằm ở vị trí đầu tiên thôi. Dạ, sự kiện là ông Nguyễn Phú Trọng lên ngôi anh. Ông lên ngôi cái double và là 2-1, là uống cà phê. Anh về Việt Nam anh có thấy cà phê 2-1 đâu. Cái này gọi là 2-1 là vậy. Là thưa anh, tôi nghĩ rằng cái chuyện mà quan trọng nhất của Việt Nam năm 2018 là chuyện ông Trần Đại Quang ra đi. Sau đó thì ta biết ông Đỗ Mười cũng ra đi, nhưng ông Đỗ Mười cũng quan trọng bởi ông đang hữu rồi. Nhưng ông Trần Đại Quang đột ngột ra đi như vậy, rồi ông Nguyễn Phú Trọng được coi như là bầu Trung ương Đảng giới thiệu và Quốc hội chuẩn thuận lên làm coi như chủ tịch nước luôn. Thì ông nắm hai chức này, mặc dù ông bảo là không phải kiêm nhiệm, nhưng mà muốn nói thì nói thôi, nhưng mà hai chức coi ông bây giờ là số 1. Đó. Số 1 với ngoài sự. Vì ông đã là số 1 rồi. Ông Quang số 2, ông Phúc số 3 và bằng lên số 4 luôn. Thì vì ông là số 1 là số 1 là bá. Số 1 là bá, tao đâu. Và cái này đó, tự nhiên bây giờ bốn nhân vật trở thành còn ba. Thành ra đó, ông Trọng cái vai trò của ông rất là quan trọng và coi như củng cố thêm quyền lực. Và anh thấy đó, sau đó mới có hội nghị Trung ương Đảng mới, nghe không? Cách chức một hơi một loạt mấy ông luôn đó. Đặc biệt mới nhất là ông Tất Thành Cang đó. Và coi như bỏ phiếu tín nhiệm tất cả 19 ủy viên Bộ Chính trị đó. Và số người nữa nhưng mà không công bố. Và có nói rõ trong hội nghị Trung ương 9 rồi là cái này là để chuẩn bị cho đại hội sắp tới. Những ai mà bỏ phiếu tín nhiệm thấp đó, thì bị loại ra, những ai bỏ phiếu tín nhiệm cao thì giữ lại. Anh xem, việc có giống chuẩn bị nhân sự đâu đó mà điều này có thể luôn, mặc dù ông đã lâu ở cái 2020 hết nhiệm, nhưng mà nếu ông Trọng cũng khỏe và với tình hình hiện nay cũng có thể ở thêm nhiệm kỳ nữa, điều đó tôi không ngạc nhiên. Thành ra tôi nghĩ đó là cái quan trọng nhất. Vấn đề là đây đó là coi như Việt Nam tất cả gần như quyền lực là rơi vô tay một người. Ông Phúc bây giờ đó tự nhiên cũng trở thành một cái người nổi lên, bởi vì thấy có những vụ trước đây chủ tịch nước đi thì bây giờ chủ tịch nước không có vì ông Trọng kiêm nhiệm. Ông Trọng nhiều khi vướng cái chuyện đảng không đi thì để ông Phúc đi không ạ. Trong thời gian qua thấy ông Phúc đi rất là nhiều. Đó, thành ra tôi nghĩ rằng cái lần đầu tiên mà cái vị trí mà tổng bí thư và chủ tịch nước nó rơi vào tay một người mà nó còn hơn cả có thể nói là lần đầu tiên kể từ thời ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh hồi đó thì có chức mà chưa có được cái chức mà ngon như vậy, nhưng mà ông Trọng bây giờ là ngon hơn nhiều nữa. Đó, thì ông chỉ thua có mỗi ông Tập Cận Bình là chưa có được lai thai thôi. Thành ra tôi nghĩ cho là cái chuyện đó là chuyện quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2018.
Vâng, thế thì sự kiện thứ hai nổi bật theo như anh là sự kiện nào ạ? Chúng ta biết là trong khoảng tháng 6 vừa năm ngoái đã ra có các cuộc biểu tình nổ ra ở khắp nơi, đặc biệt là đã có bạo động ở Phan Rí, tỉnh Ninh Thuận, liên quan đến hai cái dự luật, đó là dự luật cho thuê đất 99 năm cho nước ngoài thuê đất và dự luật thứ hai dự luật an ninh mạng, nghe không? Và cái dự luật cho thuê đất bị nhiều người cho rằng đó là hành động bán nước, nhiều người cho rằng đó là hành động bán nước ba cái đất là miền Bắc, miền Trung và mình ở Phú Quốc, anh nghe không? Và đã có nhiều cuộc biểu tình nổ ra và đáng lý là Quốc hội Việt Nam đưa ra biểu quyết nhưng cuối cùng họ hoãn lại, thì tôi cho rằng đó là chuyện quan trọng thứ nhì. Quần chúng đã nổi lên bởi vì trước đó có những vụ khác người ta nổi lên, nào là tàu của Trung Quốc, giàn khoan Trung Quốc vào vùng biển của mình, nào là Trung Quốc ăn hiếp ngư dân, nào là đánh đập người ta, đàn áp nhân quyền vân vân. Nhưng người dân người ta có vẻ cũng phải là một cái vụ mà cho thuê đất 9 năm thì tôi nhìn thấy gần như tất cả các cuộc phỏng vấn người ta đều chống, mà ngay cả những người trong nhà nước cũng chống cái chuyện này luôn. Mà ngay cả cái Bộ Chính trị đó, dù không có gọi là chê người dân Việt Nam thì không dám khen cái đó luôn. Nói chung là họ phải đứng giữa chứ không dám đứng về phía Trung Quốc. Anh nào cũng không dám đứng về phía Trung Quốc. Thì cuối cùng là Quốc hội Việt Nam họ hoãn lại cái đó. Nhưng cái luật an ninh mạng thì chính vì cái chuyện đó, cái luật an ninh mạng là hơi yếu, thành thử là thành phạt là ngày hôm nay bắt đầu với Việt Nam có hiệu lực. Thì tôi cho rằng các cuộc biểu tình của quần chúng trong năm 2018 Việt Nam mà liên quan vụ 99 năm thuê đất đó, đó là sự kiện quan trọng thứ hai, và đó là họ đã góp phần vào cái việc mà ngăn chặn tình trạng này, bởi vì người ta lo rằng là đó là một hành động mà có thể là một cách nào đó bán chính thức là bán đất nước của tiền họ cho. Nhớ tôi chỉ tư vấn lại thôi anh. Trước khi mà chúng ta qua cái sự kiện thứ ba thì chúng tôi muốn hỏi anh là anh có nghĩ rằng là những cuộc biểu tình vào tháng 6 vừa qua nó cũng là một cái liều thuốc thử tốt cho bên phía Việt Nam khi mà họ muốn xem cái độ phản ứng của dân chúng đối với những sự việc liên quan đến Trung Quốc không? Anh có nghĩ như vậy không? Chính xác anh, chính xác vô cùng. Và không những là liên quan đến Trung Quốc mà liên quan đến những vấn đề cốt lõi giữa Việt Nam và Trung Quốc. Anh nhớ cái vụ mà giàn khoan không? Người ta đã biểu tình cũng như vậy rồi. Mình nhớ những cái vụ mà Trung Quốc vi phạm này kia ở Hà Nội rồi, hay là những vụ biểu tình mà những cái ngày kỷ niệm Hoàng Sa, Trường Sa, anh biết không? Người ta biểu tình cũng dữ lắm, nhưng mà gần như không không có lớn, không đáng kể, không đáng kể, mà gần như là bị bắt, xử thoải mái, đúng không? Nhưng mà cái vụ 99 năm này, cái vụ này là tôi nói nghe nôm na như thế này nè, họ thử xem, giống như bây giờ anh thử tôi đó, là anh bảo thôi bây giờ cho mượn cái xe của anh, thì anh thử bà xã, như tôi nói ví dụ anh thử bà xã. Anh lấy cái xe anh cho tôi mượn đi, mà xã anh không nói gì cả. Còn anh nó la lên, cái lần sau anh cho tôi mượn nó lâu hơn nữa, thấy không? Từ trước tôi mượn tuần kể tôi mượn một cái nửa tháng, bắt đầu vợ anh bực mình rồi nhá, vợ anh bực mình rồi đó, vợ anh bực mình. Cái bây giờ anh nói, bây giờ mình thử cho ông Dũng mượn năm coi vợ mình có phản ứng, nhưng mà sau đó có thể mình cho ông luôn. Sao ông Dũng đang cần cái tay mà, bây giờ đùng cái mình cho vợ mình nó cực, phải không? À, mình giả bộ, cứ cho mượn từ từ. Cái kỳ này cho ông Dũng mượn năm, nó bảo này, ê, anh nói chật đó nha, anh cho bộ một tuần tôi không nói rồi, anh cho bộ một tháng tôi không nói rồi, bây giờ anh cho bộ năm, mà tôi phản đối tối đa, tôi quay tới luôn, anh nói tôi chết mẹ là không được, định cho ông chạy cái đất, cho ông chạy chiếc xe này mà bây giờ cho mượn năm vợ, nó phản ứng quá vợ, nó biết rồi, thôi anh không cho nữa, chứ rồi coi tôi được chiếc xe, tôi đại khái như vậy anh. Vâng. Thế thì theo như anh thì sự kiện nổi bật thứ ba ở tại Việt Nam trong năm 2018 vừa qua là sự kiện nào thế? Sự kiện thứ ba này tôi nghĩ nó quan trọng và nó lính dáng đến ông Nguyễn Phú Trọng, bởi có chiến dịch đốt lò. Đốt lò tức là chống tham nhũng, đó là cái lời ông Nguyễn Phú Trọng, đó là cái lò nóng lắm, bỏ củi vô đốt. Thì thấy trong năm vừa qua rất nhiều nhân vật bị, đầu tiên là Đinh Gia Thăng, Bộ Chính trị, sau đó là tới ông Trịnh Xuân Thanh bắt cóc Thủ Đức về, anh em được một loạt, và đặc biệt gần một chục tướng công an và quân đội dính vào các đường dây đánh bạc, được đường dây mua bán bất động sản của Vũ Nhôm, và mới đây là vụ đất Thủ Thiêm, anh thấy không? Bà Vũ Đông cựu phó chủ tịch thành phố ở Sài Gòn bị bắt, và mới nhất là ông Tất Thành Cang phó bí thư thường trực bị cách chức, anh thấy không? Bây giờ người ta đang còn nói là có thể là sờ gáy cho Lê Thành Hải với Lê Hoàng Quân. Lê Thành Hải là bí thư Sài Gòn, Lê Hoàng Quân là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, mà bây giờ quánh ổ thành phố Sài Gòn rất nhiều. Đinh Gia Thăng cũng về Sài Gòn làm bí thư thôi, anh em ổ Sài Gòn bị quánh rất nặng, bởi vì cho rằng là
đó là cái cánh he cánh bọn chúng ngày xưa nằm ở đó nhiều đó, đại khái đó là mình nói mình nghe đồn về những chuyện là phe phái đấu đá, nhưng mà về mặt mà phương diện mà công chúng đó, thì có thể nói chi đốt lò này nó lợi thế ông trọng, ông tạo được uy tín rất nhiều trong chuyện đốt lò này, và cho thấy là chưa bao giờ dưới thời tổng bí thư nào của ông nào mạnh tay này. Anh ấy là tưởng tượng một loạt tướng toàn là thứ trưởng của tổng cục trưởng, mà trong đó có những ông tướng là Bảo Kê đánh bài đó. Rồi theo buôn bán đất đai ở Đà Nẵng qua cái tay gọi là Hú Nhôm, đồng tay tình báo công an, thấy không, bắt luôn đó. Đại khái chuyện như vậy thì cái chuyện này có một số người bảo là cái này cũng chỉ là đốt lò hay hợt chơi cho vui thôi chứ không đi tới đâu, cũng có thể lắm, nhưng mà mình phải công tâm, mình phải nhìn một cách rất là công tâm. Trong các đốt lò trước bây giờ thì có lẽ mình tạm cho đốt chơi đi, nhưng vụ đốt chơi là lớn nhất vụ đốt chơi là lớn nhất, bắt luôn cả ủy viên bộ chính trị, nhớ đấy, cái người mà cuối cùng ủy viên bộ chính trị bị lại đẩy ra là ông Trần Xuân Bách, là đã lâu lắm, cách đây mấy chục năm, nếu như nếu tôi nhớ ông lầm là cả 30 năm là nhớ, nhưng mà ông này chỉ bị đẩy ra khỏi bộ chính trị thôi chứ không bị bắt hình sự. Còn đích là ta không những bị đẩy mà bị bắt tội hình sự luôn đó, rồi bao nhiêu ông khác nữa, à thêm cái vụ mà bộ 4T nữa, ông Trương Minh Tuấn nữa đó, cái vụ mà mua công ty nghe nhìn ABC, anh thấy ông mới bắt son đó. Nói chung là cũng tôi tường thuật thôi, tôi chỉ thấy sao tôi nói vậy thôi, nhưng mà vẫn có thể có người không đồng ý, tôi bảo ô miếng tròn động tác giả, nhưng trong tất cả các động tác giả thì trước giờ động tác giả là nó gần nó thật nhất, quá nhiều quá, gần 100 tướng, thì tôi cho nó cũng là câu chuyện quan trọng thứ ba ở bữa Việt Nam trong năm 2018 này. Vâng, thế thì còn sự kiện thứ tư theo anh là sự kiện nào ạ? Sự kiện mang tính cách tôn giáo thì anh cũng biết là tháng 11 rồi, tháng 12, vào giữa tháng 12 trong 4 ngày 17, 18, 19, 20 nó có những hoạt động tôn giáo rất quan trọng với Công giáo La Mã và chính quyền Việt Nam. Thứ nhất là Hà Nội có tổng giám mục Tân Tổng mục Vũ Văn Thiên từ Hải Phòng ra được Bảo Thánh bổ nhiệm và được chính quyền Việt Nam đồng ý. Và Tổng giám mục Vũ Văn Thiên đã làm hai cái lễ gọi là tuyên hứa ở cái lễ mở tay, có sự hiện diện của hai đại diện Tòa Thánh, một người là phụ tá ngoại trưởng Tòa Thánh và một người là sứ thần Tòa Thánh và không thường trực tại Việt Nam. Là anh biết sau đó trong ngày 19 và ngày 12 thì những người này đặt bên giới chức Việt Nam, đứng đầu bên phái đoàn Việt Nam là ông Bùi Thanh Sơn là đệ nhất thứ trưởng, và đã gặp luôn cả ông trưởng ban tôn giáo là Vũ Chiến Thắng, và rồi gặp luôn cả ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và rồi hai bên họp với nhau thì kết quả là gì? Hai bên sẽ coi như sẽ chính thức có văn phòng thường trực trong những ngày tới. Điểm thứ hai là Việt Nam được cho thêm giáo phận thứ 27 là giáo phận Hà Tĩnh, và thứ ba nữa là trong năm nay không biết ngày nào thì thủ tướng Tòa Thánh tức là Hồng Y Phiêu Điên sẽ có thể thăm Việt Nam, thì đó là những bước mà khi mà vì Hồng Y này thăm đó thì có thể thăm vào lúc mà theo tôi đoán đó, là khánh thành luôn cái văn phòng thường trực Tòa Thánh luôn, và sẽ dẫn đến cái chuyện là bình thường quan hệ ngoại giao giữa hai bên và để đi tới cái chỗ là để Đức Giáo Hoàng thăm Việt Nam, thì đó cũng là cái tin rất là quan trọng trong năm 2018, từ lâu lắm rồi mà có những hoạt động mà mạnh mẽ như vậy giữa bên Vatican với lại bên Việt Nam. Chắc chắn là những người mà bên đạo Công giáo họ sẽ rất vui mừng về tin này. Theo như anh thì họ sẽ mong chờ điều gì sau khi mà Vatican sẽ mở văn phòng tại Việt Nam thôi? Họ mong, tôi thấy thật với anh, hầu như tất cả mọi người Công giáo Việt Nam đều mong Đức Giáo Hoàng đến thăm Việt Nam một lần. Vì Việt Nam là một trong rất ít các quốc gia trên thế giới mà từ xưa đến cho Đức Giáo Hoàng đến thăm cả. Mà anh nên nhớ điểm này nếu mà là quan trọng này. Đất nước Việt Nam có tới là 118 vị thánh tử đạo. Mà mới đây là có một cái chương thánh của thánh Andre Dũng Lạc đã được Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn tặng cho giáo phận Con Em. Anh em, một đất nước có gần 120 vị thánh tử đạo mà Đức Giáo Hoàng chưa đến thăm. Điều đó với người Công giáo là không thể chấp nhận được. Thành thử ra họ sẽ rất vui mừng khi có chuyện đó, và có thể là họ chấp nhận một số cái gì đó giữa Vatican với lại Hà Nội họ. Gọi là đàm phán nhau, thỏa thuận với nhau gì đó mình không biết, nhưng mà tôi nghĩ đã đến lúc người Công giáo Việt Nam, một đất nước có gần 120 thánh tử đạo, họ rất mong có Đức Giáo Hoàng đến thăm một lần để cho biết ra. Vâng, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái cuối cùng của ngày hôm nay, đó là theo như anh cái sự kiện thứ năm cuối cùng mà nổi bật ở tại Việt Nam trong năm 2018 vừa qua là sự kiện nào thế? Một rừng màu đỏ trận đá banh trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Malaysia 1-0 trong trận chung kết Cúp Suzuki 2018.
Đây có thể nói là một sự kiện cũng rất là quan trọng ở Việt Nam, bởi vì 10 năm rồi Việt Nam mới vô địch cái giải này. Giải này hồi xưa là Thái Lan 5 lần vô địch, Singapore 4 lần vô địch, Việt Nam 2 lần vô địch, Malaysia 1 lần, và Việt Nam có những 10 năm. Mà cũng đúng 10 năm trước ở tại sân Mỹ Đình, Việt Nam thắng. Và cái này nó rất quan trọng cho nền thể thao Việt Nam là bởi sao? Trong những năm vừa qua Việt Nam đã đi có những, chẳng hạn như em biết cái cúp à? Cái cúp ở châu Á đi đến gần đến đích, vô thua như Kazakhstan trận chung kết là đau ghê lắm. Thành ra kỳ này cái trận thắng ở tại cái Suzuki Cup đó là giống như là cái liều thuốc mà cho người dân Việt Nam, dân mê bóng đá Việt Nam họ mừng vô cùng, và nó đã đi vào lịch sử. Thưa anh, thành ra nó đưa cái nền bóng đá Việt Nam lên khá là cao trong cái năm 2018, thì cái đó cũng được người ta chú ý, và bây giờ có thể nói là Việt Nam có thể ngẩng đầu cao đầu với dân trong Đông Nam Á, bao nhiêu cái giải đó là vô địch trong Đông Nam Á. Thì tôi nghĩ đó cũng là cái sự kiện mà đáng chú ý trong năm 2018. Anh, về phía đội tuyển Việt Nam thì anh có ấn tượng với bất kỳ cầu thủ nào về cái cách đá của họ, hay là cái về cái mà những cái việc mà xung quanh về đời sống của họ liên quan đến cái chiến thắng lần này không? Tôi thấy có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng, có rất nhiều cầu thủ chơi rất là giỏi, nhưng mà tôi phải nói là tôi ấn tượng nhất là cái cầu thủ lớn tuổi nhất là cầu thủ Anh Đức của đội BK Bạch Bình Dương, năm nay 33 tuổi, và rất tiếc là cái giải rồi giải cuối cùng của anh, trận sắp tới cho giải ASEAN thì anh không được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi đi tập luyện vì năm nay anh đã lớn tuổi rồi. Thì phải nói là anh là người có công đã đưa cái bàn thắng vàng ở phút thứ 6 trong cái trận chung kết ở trên sân Mỹ Đình, chính cho bàn thắng đó của anh Đức mà anh đá từ cái đường truyền Minh Phương, không phải của Minh Phương, của từ đường truyền cầu thủ số 11 truyền qua cái trái banh đó, phải nói là anh đá rất là tuyệt vời. Và trận lượt đi cũng tại sân Mỹ Đình thì anh là người ghi bàn thắng thứ nhì 2-0 vào lưới Malaysia. Thì phải nói là cầu thủ Anh Đức đó phải nói là lớn tuổi nhưng cao to, cũng nghe nói gia đình rất là nghèo mà chơi phải nói là rất tận tình, rất là thầm lặng, nhưng mà phải nói rằng là ông Park Hang-seo đưa vào đúng thời điểm. Và tôi phải công nhận rằng nếu mà không có bàn thắng vàng ở phút thứ 6 của Anh Đức thì không biết là Việt Nam sẽ đi về đâu, bởi vì em biết cái trận đi mà Việt Nam thắng 2-0 trước thì người ta gỡ 2-0 nữa. Nhưng phải nói là trận lượt về thì cái dàn thủ Việt Nam đá rất là tốt, nhưng mà nói gì nói cầu thủ Anh Đức đã phải nói đi vào lịch sử vì cái bàn thắng vàng phút thứ 6 rất là quan trọng, mà phải nói là để đời 10 năm người Việt Nam mới có được bàn thắng đó để vô địch này. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là buổi cầu truyền hình giữa chúng tôi Nửa Vòng Trái Đất TV với nhà báo Đỗ Dũng, để chúng ta có thể tổng kết 10 sự kiện, trong đó 5 sự kiện của Mỹ và 5 sự kiện Việt Nam nổi bật nhất trong năm 2018 theo cái nhìn của nhà báo Đỗ Dũng. Và cảm ơn anh rất nhiều vì trong thời gian qua đã lên sóng Nửa Vòng Trái Đất TV cũng như là đưa cho đến những người khán giả rất nhiều thông tin bổ ích ạ. Vâng, xin cảm ơn Derek Phạm, cảm ơn khán giả Nửa Vòng Trái Đất TV một lần nữa. Chúc mừng năm mới anh Derek Phạm và gia đình cũng như tất cả khán giả của Nửa Vòng Trái Đất TV. Hy vọng một năm 2019 chúng ta sẽ có nhiều điều tốt lành. Vâng, và cũng như chúng tôi cũng muốn gửi lời đến những người khán giả luôn luôn trong thời gian vừa qua ủng hộ Nửa Vòng Trái Đất TV một lời chúc chúc mừng năm mới, và mong luôn luôn gia đình của quý vị luôn luôn an yên. Xin chào quý vị. Xin chào anh Đỗ Dũng ạ. Vâng, xin chào anh.